Namaste Việt Nam Festival 2024, Namaste Bunaga Cham Towers, nằm trong chuỗi hoạt động Xin chào Việt Nam 2024, kết nối tình hữu nghị Việt Nam Ấn Độ. Tháp Bà Bunaga, điểm đến độc đáo, thể hiện rõ nét nhất sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam Ấn Độ, một trong những điểm đặc trưng khi đến với Vịnh Ngọc Nha Trang. Đây chính là thời khắc để chúng tôi, Tháp Bà Bunaga, dẫn dắt bạn trên hành trình văn hóa, kết nối, sáng tạo, cùng nhau viết nên câu chuyện Việt Nam rực rỡ đa chiều. Với sự góp mặt của gần 20 nghệ sĩ từ Bollywood của Ấn Độ, chương trình Xin chào Việt Nam gồm các hoạt động giới thiệu nghệ thuật truyền thống, xúc tiến thương mại, giới thiệu du lịch, hợp tác giáo dục được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang và thành phố Đà Lạt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Muôn nhịp sống năng động sực rỡ, chung một mạch phát triển đổi mới. Giờ đây đã đến thời khắc để đất nước và con người Việt Nam cùng nhau tỏa sáng vươn lên. Tháp Bà Bunaga đã sẵn sàng trên hành trình Xin chào Việt Nam 2024.